Xin chào anh em, tiếp tục lắp đặt âm thanh. Đây là hai cấu hình máy ha. Bộ này thì hôm qua bên Huy mới chốt cho anh khách tại Bình Định này. Ngày 20 sẽ đi bàn giao tại Bình Định nha. Rồi hôm nay thì Huy đang lên thêm một cấu hình để đi Tây Ninh nữa. Cấu hình này loa hỏa tiễn nha anh em. Một cấu hình dàn máy thì anh em thấy đơn giản không ạ? Mixer MFX 12/2. Bộ này thì đi vang số ha. Vang số Wonderfell X10 Plus nè mọi người. Đó, và con Micro ha, Micro XP Pro. Đó, và bộ quản lý nguồn. Bộ này thì đi dàn loa khá là lớn nha anh em. Đi 3 con đẩy luôn. Con này đánh xúc đôi này, con này đánh hỏa tiễn này, con này đánh monitor nha. Đây bộ máy này. Rồi. Đây, cấu hình này thì hôm qua Huy mới chốt về Bình Định nha anh em. Xúc 60 với lại full 40 XP này. Anh em làm đám khoảng 300 khách rất ok nha. Đó, bộ này thì chốt xong rồi. Sắp tới thì bên Huy sẽ đi miền Trung, đi 4 bộ về tới miền Trung. 2 bộ tới Quảng Ngãi, 1 bộ tới Bình Định và 1 bộ về Phú Yên nha. Đây là cấu hình loa hỏa tiễn mà bên Huy chuẩn bị để ngày 19 sẽ đi bàn giao tại Tây Ninh này anh em. 2 cặp hỏa tiễn Wonderfell T-Duc 121B và một cặp súp đôi 50. Đây là mẫu súp đôi gọi như là lớn nhất ở thời điểm hiện tại của bên Huy rồi. Đó, đây là cấu hình này thì anh khách có chia sẻ đó là đầu tư bộ loa như thế này về chỉ để đi làm kẹo kéo thôi anh em, để trên xe lôi kéo đi làm thôi. Đó, một cấu hình loa rất là dữ ha. Và bộ này thì có thêm loa monitor nữa. Đó, đây là cấu hình loa chính này. Lát nữa thì Huy sẽ test thử cho anh em nghe nha. Ở trong này thì anh em đang tiến hành test loa. Đây là đơn hàng loa Wonderfell TS 108 sẽ đi bàn giao cho nhà thờ. Đó, đây cấu hình loa đi Tây Ninh nhá. Bộ này thì nói chung là đánh rất là kinh khủng. Nếu như anh em mà chúng ta làm sự kiện lớn á, sự kiện lớn ha, lên thêm cặp súp đôi nữa, đánh hơn ngàn khách vô tư anh em nha, hơn ngàn khách ha. Cấu hình này thì hỏa tiễn thì đang nhiều hơn súp đó. Rồi bây giờ thì Huy sẽ test thử cho tất cả anh em chúng ta nghe nhé. Thời gian gần đây thì anh em hay hỏi là sao anh Huy ít lên sóng thế, đau họng, nói không được mọi người. Hôm nay nói giọng là phải nói là mất tiếng nói không được. Rồi bây giờ thì Huy sẽ test thử cho tất cả anh em ta tham khảo chất âm nha. Qua một rừng ngõ gió núi eo xa, dấu bụi đường trên vai. Cây ó già đè lông bên đường, ngồi ó chính đường. Ó chính nước không mặn mà bằng ngàn hồng yêu xa. Họ đâu dám nàng cũng vàng tươi, họ bán hương thơm như nàng dạ đi trong vườn, nhưng họ chỉ nước đẹp tựa chìm tình hai chúng ta. Xưa còn là dừa nhớ máy cho vừa, nhớ mẹ về đêm mưa có ông vua trẻ xuất binh qua rừng rèn quân xâm lăng. Khi vua kéo quân về đình cờ gặp một sai nhân, thu sao xuyên tâm hồn cõi nam để trốn hồn cung. Chuyện chưa cấm nhân gian đen đùa là đen cho nàng. Trên ngôi cao chín tầng ngọn màu đẹp như ánh sao. Tôi không phải là vua nên một bước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sâu buồn phiền. Loài hoa không ngược không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá ngày thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngạc nhiều hoa, không bị cấm không cung son. Tôi chỉ là người đi xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu dân xa. Không, có điều gì muốn nói không chú? Nói chung là hay lắm, theo cảm nhận mình là hay. Nhưng mà đây là không gian nhỏ thôi, khi ra trời có thể nó hay hơn nữa. Rồi, hẹn tất cả anh em Tây Ninh vào ngày bao nhiêu ta? Vào ngày thứ Bảy, thứ Bảy tới. Hẹn tất cả anh em Tây Ninh vào thứ Bảy tuần này nha, sáng thứ Bảy tại Tân Châu. Hãy thử chút nha anh em.